Vâng, em xin mến chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của Hán Music. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cây đàn đến từ nhẫn guitar. Và cây đàn này thì nó có tên là OM07 Custom nhẫn guitar, số series là 270722. Và cây đàn này thì nó được trang bị sẵn một cái head case như thế này mọi người nhé. Nó được làm bằng da giả cá sấu. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Đây là bên trong của chúng ta. Và cái đàn này thì nó vừa khít luôn nha mọi người nhé. Đấy, bên trong của chúng ta rất là đẹp. Đấy, một màu nâu rất là huyền bí. Vâng, và trước khi chúng ta đi vào phần review chi tiết đánh giá cái đàn này cũng như là trải nghiệm cấu hình của nó thì em xin phép mọi người ủng hộ kênh của Hán Music bằng cách là nhấn một nút like, một nút subscribe và bật cái chuông thông báo lên để em có thể có thêm nhiều động lực và ra nhiều video hấp dẫn hơn cho mọi người xem. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần ngoại hình của cái đàn này. Thì nó được thiết kế theo một dáng OM. Đấy, một dáng OM truyền thống acoustic. Nhưng ở đây chúng ta sẽ có một phần custom. Cái headstock của chúng ta, cái đầu cần sẽ là đầu cần classic. Đấy, chúng ta nhìn sẽ hơi lạ, nhưng mà cái đàn này thì thực chất nó là cái đàn acoustic, một cái đàn dây sắt hoàn toàn mọi người nhé. Đây là một dáng custom rất là độc đáo cũng như là rất là đẹp. Đây, rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Ở đây chúng ta có một phần gót cần được làm rất là đặc biệt. Mọi người thấy nó rất là đẹp nhé. Chúng ta có thể thấy ở trên những cái đàn Martin cao cấp, những cái đàn Martin của Martin là nó sẽ có những cái custom như thế này, rất tuyệt vời phải không? Vâng, và cái đàn này thì được sơn bóng hoàn toàn nha mọi người nhé. Từ cần cho đến thùng, body và cần đều được sơn bóng rất là cao cấp. Từng cái đường sơn rất là đẹp, bóng mịn. Mọi người thấy quán đèn rất đều. Một cái đàn Việt Nam mà được custom, được làm tinh tế như thế này thì cũng rất là hiếm hoi nha mọi người nhé. Có một số ít hãng được làm được như thế này thôi. Nhẫn thì là một trong những cái hãng đàn có cái tiêu chuẩn làm đàn rất là cao ở Việt Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần cấu hình của cái đàn này. Trước tiên là nó có mặt top là gỗ Enchomen. Và loại gỗ này thì có vân cực kỳ mượt mà. Những cái vân của nó thì rất là khít so với cái Sitka Spruce. Cái loại gỗ Enchomen này các vân nó rất là khít và cái độ cường của nó rất là nhiều. Chứng tỏ là bộ gỗ này cũng rất là già mọi người nhé. Còn lưng hông của chúng ta thì có gỗ cẩm Ấn Độ, Indian Rosewood. Thì bộ gỗ này cũng rất là già. Đấy, bởi vì cái vân của nó rất là khít nhau này. Đây là một loại gỗ được tuyển chọn rất là kỹ. Do là những cây custom thì nhẫn gia công rất là tinh tế cũng như là lựa chọn vật liệu để làm đàn rất là kỹ lưỡng. Cần đàn chúng ta có gỗ mahogany. Đây là một loại cần đàn khá là cơ bản rồi. Cần đàn này thì có trên những cái đàn từ trung cấp cho đến cao cấp. Thì những cái hãng đàn nổi tiếng như Martin cũng rất là hay dùng trên những cái đàn của mình. Rất là ok. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần chỉ cần và chỉ thùng. Hai cái loại chỉ này thì được làm bằng gỗ maple. Chỉ lưng cũng là gỗ maple, có một đường chỉ đen ở giữa nữa, rất là tinh tế mọi người nhé. Cả cái nạm cần này sau này thì cũng được làm bằng gỗ maple, rất là tuyệt vời. Và trên cái đàn này chúng ta cũng có những cái nốt để chúng ta có thể phân biệt được ngăn 12, ngăn 9, ngăn 7, ngăn 5 và ngăn 3, rất là tinh tế mọi người nhé. Và cái đàn này thì cũng là một cái đàn có ngựa dẫn sau, cho nên những cái vết keo thừa sẽ không có xuất hiện ở đây, rất là đẹp, giống như những cái đàn nước ngoài. Rất đẹp. Trên phím đàn fingerboard thì nó sẽ có những cái vết cận rất là tinh tế. Đây là những cái inlay được cận lên để chúng ta có thể phân biệt các ngăn cũng như là làm cái đàn nó sang trọng hơn. Đấy, những cái inlay rất là đơn giản nhưng lại cực kỳ đẹp. Fingerboard của chúng ta và cầu ngựa này, ngựa đàn thì được làm bằng gỗ mun đen. Đấy, vật liệu rất là cứng cáp cũng như là chất lượng rất là cao để chúng ta có thể gia công những cái mặt phím rất là mượt và cứng. Ở bên trong thùng đàn thì nếu mọi người có thể thấy ở bên ngoài, nó sẽ có những cái nan đàn làm rất là chỉnh chu, rất là đẹp, cũng như là cái vật liệu được cấu tạo lên nó rất là đẹp. Là những cái nan đàn này thì được làm bằng gỗ thông Sitka mọi người nhé, rất là tuyệt vời. Và chốt giữ dây của chúng ta thì nó là gỗ mun đen, nó là gỗ nhé mọi người nhé. Thứ nhất là nó rất là đẹp, thứ hai là nó sẽ cho cái âm sắc rất là hay, tinh tế.
Và tiếp theo chúng ta sẽ có một bộ dây được lắp sẵn trên đàn, đó chính là dây Alix 436, khá là cơ bản và nó cho ra cái âm thanh khá là giống thực tế. Và nếu mà chúng ta muốn nâng cấp thì có thể thay một bộ LC vào đây, và cái đàn này sẽ rất là hay. Đấy. Thì trên đây là cấu hình cũng như là về ngoại hình của cái đàn này. Thì bây giờ em xin mời mọi người đến với phần review cái âm thanh của cái đàn này nhé. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ test thử tiếng mộc nhé mọi người. Đấy, độ vang của nó cực kỳ lâu nhé mọi người. Và độ quyện rất là cao. Đấy, độ ngân rung rất là tốt mọi người nhé. Là cái đàn này nó có action cực kỳ êm tay, chúng ta có thể bấm những cái nốt một tay vẫn rất là dễ dàng. Đấy. Và chúng ta không cần phải lo về vấn đề đau tay trên cái đàn này, bấm rất là dễ mọi người nhé. Trên cao rất là quyện, không khác gì một cái đàn cao cấp của nước ngoài hết các mọi người nhé. Solo cực kỳ hay và rất là mềm tay, cho nên chúng ta chơi những cái bài nhạc khó rất là dễ dàng mọi người nhé. Vâng, và trên đây thì em đã cùng mọi người trải nghiệm cái đàn custom OM07 đến từ Nhẫn Guitar. Thì theo em đánh giá đây là một cái đàn cực kỳ tuyệt vời và có âm sắc rất là hay, không thua kém gì những cái đàn nước ngoài. Và cái cấu hình của nó hoàn toàn là gỗ solid, hoàn toàn là gỗ thịt tự nhiên, nguyên tấm. Đấy. Cho nên là cái âm sắc của nó sẽ càng ngày càng hay và chúng ta có thể chơi được trong cái thời gian rất là lâu dài. Đấy, xứng đáng với cái giá tiền mà chúng ta bỏ ra. Và cái đàn này thì đang được bán với giá là 17 triệu đồng, kèm với lại cái headcase rất là tuyệt vời này. Cái headcase này thì có cả ẩm kế luôn nhé mọi người. Vâng, và mọi người đánh giá như thế nào về cái đàn này thì có thể vui lòng comment ở bên dưới nhé mọi người nhé. Nếu mọi người có nhu cầu mua cái đàn này hoặc là trải nghiệm trực tiếp nó thì mọi người có thể ghé với địa chỉ của Hmusic là 371 Sen 2, Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc mọi người có thể liên lạc với số điện thoại hoặc là Zalo của shop là 0858 517971. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video review tiếp theo.